Xin chào bác quay trở lại kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay là giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình đến từ thương hiệu XGS, model Sandan 710, được trang bị bộ chuyển động full Shimano Atut, vành bánh 27,5, khung nhôm, lớp sơn nguyên bản xe nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng, con màu đen đỏ rất là thể thao và đẹp. Còn thể xe thì nhớ các bác thấy trên hình xe giữ cái độ mới nó còn rất là cao, hầu như là không vết xước nhỏ đáng kể, liền từ sơn xe còn rất là bóng ấy, còn cực kỳ là đẹp, xích lít cũng còn rất là mới. Sử dụng qua bộ đè của Shimano Atut, đời trước đời sau Shimano Atut đánh 27,5. Phần ni lông thì chiếc xe được trang bị bộ tay bấm của Shimano Atut với 9 tầng lip, và bên này là 3 tầng đĩa, nó sẽ có 27 các bộ khác nhau. Bộ phanh dầu của Shimano, giảm sóc theo xe, đi vòng. Sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống, thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Ta xem đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 40 cm, từ khóa yên đến tâm cổ phốt là 57 cm. Và chiếc xe của các bác đi từ khoảng 1m6 khoảng 1m75 thì là phù hợp. Thì bộ lít 9 tầng và 3 tầng nữa, xe 27 có bộ khác nhau. Độ của chiếc xe thì cực kỳ mượt mà, nên xuống êm ái. Giá bán của chiếc xe bên em đang bán mức giá chỉ là 7.900.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975.09.943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở phải màn hình và ấn cái nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác được đưa lên kênh hàng ngày. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.